Ok, Wasco, chúng ta cùng đến với lại bảng 30 ạ, đi vào 35. Đi vào 35 của chương 1. Ok, thì mình có lại trước. Hiện tại là chương này chúng ta sẽ ở một mình giết 41 tên. Một mình chiến đấu với 41 tên khủng bố. Ok, attack phải thật là nhanh và chính xác. Vì là thời gian quá hạn. Thời gian chúng ta quá 20 phút. 20 phút. Ok. 20 phút là 100 máu. Ok. Số Zalo này. Bố nó rất đông và ra liên tục luôn. Ra liên tục. Ra liên tục. 7, 8, 6. Mình đây là đang cầm khẩu AK Pro nhé. AK của mình là AK giáp vàng. Ra sắc sắc thương của nó cũng nhiều hơn AK bình thường. Ok. Nhưng mà đạn nó chỉ có giới hạn thôi. Nên là chúng ta vừa giết được chúng ta phải vừa thay thay súng rồi. Ok. Long Nguyễn đạn đây của em là ai đấy? Cộng thêm 30 đạn. Long Nguyễn của em là ai? Thêm 30 đạn. Ô. Tôi chết. Ta tôi luôn. Ok. Long Nguyễn đấy. Ở liên tục. Bây giờ ai còn chưa kéo AK là chủ yếu. Chơi kèo với chị vào Zalo. Trong game này thì AK là chủ yếu. Và lát nữa mình sẽ mua khẩu súng khác nhé. Ai muốn chơi kèo với chị vào Zalo. Đâu? Thành Long à. Trong lúc các bạn theo dõi mình chơi game thì các bạn có thể xem hình ảnh của các bạn nữ cũng cùng chơi chơi game này. Ok, mình đè bên góc tay trái màn hình. Góc trái màn hình, bên trái màn hình. Ok. Ma xì. Hay đạn. Còn 30 viên nữa, một băng cuối cùng. Ok, cộng thêm 30 nữa đi. Rất hay. Ui trời. Mới mất có 10 máu thôi. Mới mất có 10 máu thôi. Ok, đi trả đi. Không kịp bắn mình nhưng mình mới mất có 10 máu thôi. Chính xác rồi. AK trong này rất phát huy tác dụng luôn. Còn một tên cuối cùng. Ai tặng 200 vào tài khoản chị trả kèo trực tiếp vào Zalo. Các bạn có thể nhìn map ở trên map nhỏ trên góc phải góc trái của mình để có thể tìm thấy cái địch nhanh chóng hơn. Và nước trả móc nút. Móc nút. Ok. Ok, Wasco. Đi vào 36. Một chương thì chúng ta sẽ có 40 level và hiện tại chúng ta đang ở level 36 của chương 1. Game này sẽ có 4 chương. 4 chương, tức là 160 level. Ok. Anh chàng đẹp trai. Ôi. Mất 15 máu rồi. Rất hay. Ngồi nhá. Ừ.
bà đã vẫn đoán là thôi chứ bà rời qua thôi bà. Bốn mươi sáu máu, mất 54 máu rồi, mới giết được con 28 tên rồi. Con cho xem nách đi chị, cho xem nách đi chị, nhìn nách xem có thâm hay không như thế, cho xem nách đi chị, nhìn nách xem có thâm hay không như thế. Đây hết đạn xuống ata, mình đang sử dụng đạn súng lục. Nhớ chưa? Rồi mày tiếp tục. Ôi, còn một tên nữa. Chê tao à? Mày xàm nồn. Ok, let's go. Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu với lại level 37 của chương 1. Mình đã mua khẩu súng mới. Ok, ăn thêm 30 viên đạn. Khẩu súng mới đó là súng dạng ngắn nha mọi người nha. Súng ngắn. Súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa của anh. Súng bắn tỉa. Chỉ một viên một tên thôi, một viên một tên thôi, một viên một tên thôi. Ồ, ăn khẩu AK rồi, ăn khẩu AK rồi. Headshot. Ghi âm nhé, chị ơi, con chơi nghèo nhé. Em ghi âm, chị ơi, nói gì một viên một tên thôi. Em gọi nhẹ. Ăn 50 máu, full luôn. Chơi kèo
tặng 200 vào tài khoản 18/43. Tên nào? Tên nào? Đây có một tên này. Ghé này bảo móc lột nè, vào Zalo rồi riêng tư còn hỏi kèo gì. Đó cái ra cái các bạn vừa xem mình ấn cúng vừa có thể xem những cô gái đẹp ở bên góc trái màn hình của các bạn. Anh gọi Zalo cho em không được, anh gọi cho em làm gì? Mặc dù mặc áo chống đạn nhưng mà khẩu súng này vẫn có thể xuyên qua lớp lớp giáp. Ồ, giấy không súng rồi, giấy không súng rồi. Không được. Anh gọi Zalo cho em không được, anh gọi cho em. Bá đạo luôn. Ôi, mình đạn nữa. À mì. Ăn máu còn thương. Đạn rồi. Súng cửa của mình đã hết đạn. Còn một tên nữa rồi. 43 tên cùng 4 tên tiêu diệt. Đã đang ở trên nào. Oh.